chào tất cả các bạn nha. Giờ mình coi dân mang trước, kéo mấy cài dân mang sau coi. Lầy hơi nặng này kìa. Em đi ra ngoài em coi làm sao nữa. Rồi. Đúng dữ vậy kìa. À, 357 rồi mới chát luôn. Rồi mang nhận xới lại. Bánh bơi không mà lầy kìa. Bánh bơi không mà lầy ha. Chắc quá mềm. Thấy năm nào có lầy đâu trời. Giờ đổi phương hướng kéo ve coi. Không chim cây rồi chắc không không có cơ hội. Mày trước nhổng đầu. Rồi đổi phương hướng nữa rồi. Con trước chân ma IM3220D nha các bạn. Ba năm bảy bốn của thầy Hưng mới giác luôn. 357 leo xích cho mày. Ồ, lên đó. Xéo rồi.
đeo xích nha bà. Ồ lên này kìa, con kia lên này. Lên chừng con trước này lúng lại đi. Lên nè, lên thẳng qua đó là xong. Lấy xích chịu vô cái góc xài nè các bạn, để cứu con xe chân ma trước nè các bạn. Nó cài chân ma trước nè, bị lầy luôn. Kéo con kia nhắm đầu được, bây giờ con này bị mất lầy luôn. Giờ chịu vô góc xài. Ba bảy, 357 nó lên rồi. Lên đó nha bạn. Hên có góc xài đi. Lấy dây xích nhỏ này mà.
lên em ơi. Giờ chắc là lấy dây leo nữa các bạn. Rồi lấy xích vô tiếp tục leo dây nữa các bạn, leo bánh. Rồi tiếp tục leo dây tiếp các bạn ơi. Cái bầy nó đắt lắm lại. Lên rồi.